Xin chào tất cả các bạn. Thị trường crypto đã trải qua những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 có thể nói là tương đối thành công, với mức tăng trưởng lên đến hơn 140% vốn hóa toàn thị trường. Bitcoin liên tục phá mức all time high được thiết lập cách đây hơn 2 năm, và kèm theo đó là những dấu hiệu cho thấy là dòng tiền đang dần quay trở lại. Mặc dù giai đoạn giữa năm 2023 có thể nói là khá khó khăn đối với lại thị trường, nhưng sự kiện mà các quỹ Bitcoin ETF được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, hay gọi SEC, chấp thuận sau nhiều năm trời nỗ lực đã đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng trong lịch sử phát triển của Bitcoin nói riêng và thị trường crypto cũng như là ngành công nghiệp blockchain nói chung. Cánh cửa giữa Decentralized Finance và Traditional Finance đã được khai mở. Đây cũng là lúc mà các dự án cần chứng minh nhiều hơn nữa cái giá trị mà mình mang lại để có thể thu hút dòng tiền đang liên tục được đổ vào thị trường crypto này. Và một vài cái tên nổi bật đã bắt đầu lộ diện trong khoảng thời gian vừa qua. Chúng ta thấy những cái trend, những cái narrative trong thị trường như là Bitcoin Ecosystem này, ERC-404, Liquid Restaking, vân vân, rất là nhiều những cái dự án. Và dự án mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là Monad, một dự án đang trong quá trình thảo luận với nhiều những cái quỹ đầu tư, trong đó có cả Paradigm, về việc tiến hành một cái vòng gọi vốn mới với trị giá lên đến hơn 200 triệu đô. Và để hiểu rõ hơn về dự án này cũng như là tiềm năng mà nó mang lại thì mời các bạn xem kỹ video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Monad là một blockchain layer 1, sử dụng cơ chế đồng thuận là Proof of Stake và có khả năng tương thích cao với lại các blockchain EVM. Bên cạnh đó, Monad còn sử dụng cơ chế đồng thuận là Parallel Execution, hay còn gọi là thực thi song song, giúp tạo điều kiện cho những cái mạng lưới có thể xử lý hàng chục ngàn giao dịch mỗi giây. Dự án được xây dựng và phát triển bởi những cựu thành viên của Jump Trading với mục tiêu là biến Monad trở thành một blockchain EVM layer 1 với khả năng bảo mật cao, tốc độ xử lý giao dịch nhanh và chi phí cực thấp. Một trong những đặc điểm nổi bật làm nên tên tuổi của Monad đó chính là Parallel Execution. Vì sao điều này lại giúp nó nổi bật? Vì tới thời điểm hiện tại thì vấn đề nhức nhối nhất và ảnh hưởng đến hiệu suất của không chỉ các blockchain EVM layer 1 mà còn tất cả những cái layer 2 hiện tại trên thị trường đó chính là EVM bottleneck. Đại khái chúng ta có thể hiểu là các blockchain EVM hiện tại chỉ đang có thể xử lý các giao dịch một cách là thuần tự, tức là từng giao dịch một, hay gọi là sequential execution. Và điều này làm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của toàn mạng lưới, đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà thị trường cao điểm, đẩy phí gas lên cao và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của người dùng. Nhưng mà dù vậy thì chớ trêu thay, các EVM blockchain vẫn đang là những blockchain phổ biến nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại trong thị trường crypto. Trong khi đó, Solana, với việc ứng dụng công nghệ Parallel Execution vào trong kiến trúc của mình, đã cho thấy những thành công nhất định trong việc mở rộng mạng lưới. Nhận thấy những bất cập đó, Monad đã quyết định tập trung vào việc kết hợp những ưu điểm của hai công nghệ kể trên. Ok, thì mình sẽ giải thích kỹ hơn một xíu dưới đây nhé. Thứ nhất, thì Monad sử dụng cơ chế đồng thuận là Parallel Execution, hay gọi là thực thi song song như mình đã nói ấy, để xử lý nhiều giao dịch hơn cùng một lúc, thay vì là xử lý từng giao dịch một như là Ethereum hay là Binance Chain. Ý tưởng từ giải pháp này là để nhằm gia tăng thông lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới. Nhưng điều đó không có nghĩa là các giao dịch được thực hiện theo cách khác. Về mặt cơ bản, các block trong mạng lưới Monad vẫn sẽ giữ lại tập hợp các giao dịch được sắp xếp một cách thuần tự giống như là trên Ethereum. Và kết quả của những giao dịch này cũng sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, thì Monad sẽ sử dụng phương pháp gọi là Optimistic Execution để giữ cho kết quả đầu ra của giao dịch luôn được chính xác. Các giao dịch mới sẽ tiếp tục được xử lý ngay cả khi mà những cái giao dịch cũ vẫn đang còn được trong block và chưa được hoàn thiện. Và nếu giao dịch sử dụng những cái dữ liệu mà chưa được cập nhật thì giao dịch đó sẽ được xử lý lại một lần nữa với thông tin mới được cập nhật hơn. Các giao dịch mới sẽ tiếp tục được xử lý ngay cả khi các giao dịch trước đó đang trong block và vẫn chưa được hoàn thành. Nếu mà những cái giao dịch được sử dụng dữ liệu chưa được cập nhật thì những cái giao dịch đó sẽ được xử lý lại một lần nữa với những cái thông tin được cập nhật mới nhất. Việc kiểm tra này sẽ được thực hiện bằng cách so sánh đầu vào và đầu ra của giao dịch bằng hai cái thuật toán, đó chính là Optimistic Concurrency Control, hay gọi là OCC, và Software Transactional Memory, hay gọi là STM, để duy trì cái tính toàn vẹn của dữ liệu mà vẫn tối đa hóa cái tốc độ giao dịch. Bên cạnh đó thì Monad còn có tính tương thích cao với lại các blockchain EVM để có thể giúp những cái nhà phát triển trên Ethereum hoặc là những cái blockchain EVM khác có thể dễ dàng mở rộng sản phẩm của họ sang mạng lưới Monad trong tương lai. Bởi vì suy cho cùng, ở thời điểm hiện tại thì như mình đã nói, các EVM blockchain và là những cái blockchain phổ biến nhất trong thị trường với lượng người dùng và developer dồi dào, chưa kể đến đó là hệ sinh thái đa dạng. Ở thời điểm hiện tại thì Monad đang xây dựng và phát triển hệ sinh thái riêng của mình với những cái dự án nổi bật trong từng mảng mà mình có thể kể đến như sau. Ví dụ như mảng DEX hoặc là AMM thì chúng ta có TezzaSwap,
Ambient hoặc là Stream Dex. Về mạng Liquidity Provider chúng ta có Swap Finance, Exceler. Về mạng Lending và Borrowing thì chúng ta có Buy Finance, TimeSwap. Về mạng NFT Marketplace thì chúng ta có Publi. Về mạng GameFi thì chúng ta có Breath of Estova. Về mạng Oracle chúng ta có Pit Network, hoặc là về mạng Bridge thì chúng ta có Wormhole hoặc là Acceler Network. Vào tháng 9 2023 vừa qua thì dự án Monad đã công bố thông tin về việc là sẽ phát hành token Mon của họ được sử dụng để thanh toán phí gas và thực hiện giao dịch trên mạng lưới Monad. Ngoài ra thì một số kế hoạch phát triển trong tương lai đến từ dự án như sau. Trong quý 1 2024 thì Monad đã ra mắt cái DevNet của họ. Và theo bài viết mới đăng tải thì Monad đã cán mốc là hơn 10.000 TPS trong giai đoạn thử nghiệm DevNet nội bộ. Trong quý 2024 sắp tới thì Monad sẽ ra mắt public testnet dành cho cộng đồng. Và trong quý 4 2024 này thì Monad sẽ chính thức được mainnet. Đội ngũ phát triển của Monad đa phần là những cựu thành viên đến từ Jump Trading hoặc là những cái tổ chức tài chính tiên tuổi. Ông Kyone Hon, ông hiện là nhà đồng sáng lập, là co-founder và CEO của Monad Lab. Ông từng đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm giao dịch tại Jump Trading trong vòng 8 năm và từng làm việc tại Jump Crypto với vai trò là trưởng bộ phận phát triển các ứng dụng DeFi và cơ sở hạ tầng blockchain. James Hunsaker, ông là co-founder của Monad Lab và đã từng đảm nhiệm những cái chức vụ cao cấp như là phó chủ tịch tại JP Morgan và Goldman Sachs. Sau đó James đã nhập Jump Trading và làm việc tại đây trong vòng 8 năm với vị trí là kỹ sư phần mềm trước khi bắt đầu xây dựng blockchain Monad vào tháng 2022. Hoặc là Jyotha, bà là COO của Monad Labs và đã từng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại một số những cái tổ chức tài chính truyền thống như là Banks of America này, Brockway Technology này, Silverstock này, với những cái vị trí như là trader hoặc là quản lý sản phẩm. Ngoài ra thì các thành viên còn lại đều là những người có background cực kỳ ấn tượng khi từng làm việc tại nhiều những công ty, những cái tập đoàn lớn như là Jump Trading này, Facebook này, Instabase này, Pattern Research này, vân vân. Monad đã huy động thành công 19 triệu đô trong vòng gọi vốn seed round được dẫn đầu bởi Dragonfly Capital. Bên cạnh đó thì Monad còn được góp vốn bởi một số những quỹ đầu tư nổi tiếng khác như là Sima Capital này, Placeholder này. Theo nguồn tin từ Fortune thì dự án Monad đang trong quá trình tổ chức một cái vòng gọi vốn mới lên đến 200 triệu đô ở mức định giá là 3 tỷ đô. Cụ thể hơn thì quỹ đầu tư nổi tiếng trong thị trường crypto là Paradigm được cho là sẽ góp đến 150 triệu đô trong vòng gọi vốn này của Monad. Paradigm cũng đã thảo luận với nhiều bên khác từ năm 2023 để tìm kiếm thêm nhiều những cái đối tác tham gia vòng đầu tư này. Trên đây là tổng quan của mình về dự án Monad. Nhìn chung thì ở thời điểm hiện tại thì phần lớn cộng đồng vẫn đang đánh giá khá là cao về cái tiềm năng của dự án này và rõ ràng là những cái quỹ đầu tư lớn cũng thế. Tuy nhiên thì trước khi đưa ra một cái quyết định đầu tư nào đó thì hãy đảm bảo rằng là bạn đã thực sự chắc chắn hiểu về tiềm năng của dự án cũng như là những cái rủi ro đi kèm. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn những anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ của Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.